Khi ấy, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, những gì gọi là pháp cực kỳ hy hữu của Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa mà thanh văn độc giác đều chẳng có. Phật dạy, này thiện hiện, hãy lắng nghe và suy nghĩ chín chắn, ta sẽ vì các ông phân biệt giải nói pháp cực kỳ hy hữu của Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa an trụ dị thục sanh, bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, năm phép thần thông vi diệu, 37 thứ pháp phần bồ đề, pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn sự hiểu biết thông suốt, 8 giải thoát, 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ, không vô tướng vô nguyện, tam ma địa, vân vân. Vô lượng công đức, đến 10 phương thế giới, nếu các hữu tình đáng dùng bố thí mà đem lại lợi ích, thì dùng bố thí để đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng tịnh giới đem lại lợi ích, thì dùng tịnh giới mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng an nhẫn đem lại lợi ích, thì dùng an nhẫn mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng tinh tấn đem lại lợi ích, thì dùng tinh tấn mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng tịnh lự đem lại lợi ích, thì dùng tịnh lự mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng bát nhã đem lại lợi ích, thì dùng bát nhã mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng sơ thiền đem lại lợi ích, thì dùng sơ thiền mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền đem lại lợi ích, thì dùng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ thiền mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng định không vô biên xứ đem lại lợi ích, thì dùng định không vô biên xứ mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ đem lại lợi ích, thì dùng định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng từ vô lượng đem lại lợi ích, thì dùng từ vô lượng mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng bi hỷ xả vô lượng đem lại lợi ích, thì dùng bi hỷ xả vô lượng mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng bốn niệm trụ đem lại lợi ích, thì dùng bốn niệm trụ mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo đem lại lợi ích, thì dùng bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng không tam ma địa đem lại lợi ích, thì dùng không tam ma địa mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng tam ma địa vô tướng vô nguyện đem lại lợi ích, thì dùng tam ma địa vô tướng vô nguyện mà đem lại lợi ích cho họ. Đáng dùng các thiện pháp khác đem lại lợi ích, thì dùng các thiện pháp khác mà đem lại lợi ích cho họ.